bạn kết giao, hãy nhớ tránh xa 7 kiểu người này. Kết bạn là việc mà ai cũng phải làm trong cuộc đời. Tuy nhiên, như ông bà ta đã từng nói, phải chọn bạn mà chơi. 7 kiểu người dưới đây tốt nhất nên để ngoài danh sách bạn bè. 7 kiểu người không nên kết giao. Thứ nhất, người không hiếu thuận với cha mẹ. Đến cha mẹ là người sinh thành ra họ, họ còn không đối đãi tử tế thì làm sao có thể mong họ tử tế với người ngoài. Thứ hai, người đối xử hà khắc, tệ bạc với người khác. Những người thuộc nhóm này thường có xu hướng ăn nói ngang ngược, cao ngạo, thiếu suy nghĩ. Trong cách đối nhân xử thế, không bao giờ có khái niệm lấy tấm lòng để đáp lại tấm lòng. Thay vào đó, họ thường dễ dàng khiến người khác bị tổn thương. Kết bạn với nhóm người này khác gì mua sự bực tức vào người. Thứ ba, người so đo tính toán từng ly từng tí. Bất cứ việc gì cũng có thể đem so đo tính toán, sợ bản thân chịu thua thiệt, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Làm bạn với những người này thực sự chẳng để làm gì. Thứ tư, người không biết ơn. Tục ngữ có câu lai nhi bất vãng, phi lễ dã. Ý chỉ kết giao chơi với nhau mà không thường xuyên qua lại thăm hỏi, nhắc đến nhau, đó là biểu hiện của sự thất lễ. Có qua có lại, anh kính tôi một tấc, tôi kính lại anh một trượng. Một lần nhận ân tình, báo đáp mãi không quên. Như vậy tình bạn mới bền vững. Với những người ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi, biết nhận mà không biết báo đáp, có chơi với ai cũng không bền. Thứ năm, người quá giỏi nịnh bợ. Những người thuộc nhóm này thường gió chiều nào xoay chiều ấy, ham lợi mà quên nghĩa, chỉ lo lợi ích của bản thân. Đây là kiểu người nguy hiểm nhất trong đời người. Tuyệt đối không nên nhẹ dạ kết giao, kẻo tai họa ập xuống lúc nào không hay. Thứ sáu, người coi thường người khác. Trong cuộc sống, có thể có người giàu, kẻ nghèo. Anh có thể là người quyền cao chức trọng hay chỉ là một người bình thường. Nhưng tất cả đều là những con người bằng xương, bằng thịt, có lòng tự trọng và nhân cách của bản thân. Bạn có sẵn sàng kết bạn với người xem thường mình? Thứ bảy, người có tâm địa độc ác. Với những người có tâm địa độc ác, ích kỷ hẹp hòi, tốt nhất hãy tránh xa ngay từ đầu. Bởi kết bạn với họ chẳng khác gì kết bạn với loài lang sói. Sáu kiểu người không hợp tác. Một, không hợp tác với người có dục vọng quá lớn, bởi họ sẽ không nhìn thấy đóng góp của người khác mà chỉ để tâm đến sự được mất của bản thân. Hai, không hợp tác với người không có tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sứ mệnh, bởi mục đích duy nhất của họ chỉ là kiếm tiền. 3. Không hợp tác với người không có tình người, bởi làm việc cùng nhau sẽ không vui. 4. Không hợp tác với những người có suy nghĩ, thái độ tiêu cực, bởi họ sẽ làm tiêu hao năng lượng tích cực của bạn. 5. Không hợp tác với người không có nguyên tắc sống, bởi họ sẽ cho rằng lợi ích thu được chính là nguyên tắc sống. 6. Không hợp tác với người vô ơn, vì người quên ơn chắc chắn sẽ phụ nghĩa. 5 mẫu người nên kết thâm giao. 1. Hãy kết bạn với những người đánh giá cao, ghi nhận bạn. Trong khó khăn hoạn nạn, họ sẽ an ủi, giúp đỡ bạn. 2. Hãy kết bạn với những người có tinh thần, suy nghĩ tích cực. Khi bạn bị rơi vào trạng thái tâm lý xấu, chính họ sẽ vực bạn lên, cổ vũ cho bạn vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. 3. Hãy kết bạn với người sẵn sàng dẫn đường cho bạn, tự nguyện làm bước đệm đưa bạn vượt qua lớp sương mù mông lung, mù mịt. 4.
hãy kết bạn với người dám thẳng thắn phê bình bạn, lúc nào cũng nhắc nhở, giám sát bạn để bạn phát hiện ra sai sót của bản thân. 5. Hãy kết bạn với người đức hạnh. Người có đức hạnh có tấm lòng ôn hòa, thân thiện. Kết giao với nhóm người này, tính cách, cuộc sống của bạn cũng sẽ dần trở nên tốt đẹp nhờ học hỏi được điều hay lẽ phải từ họ. Khẩu đức quyết định vận mệnh. Người thông minh không nói 10 câu này để tránh khẩu nghiệp. Cổ nhân từng nói, miệng có thể thốt ra được những lời ngọc ngà, đẹp đẽ, nhưng cũng có thể thốt ra được những lời độc địa. Tu dưỡng khẩu đức chính là đem lại vận may cho mình. Khẩu đức quyết định vận mệnh tốt, con đường bước đi mới bằng phẳng, đạt được nhiều thành tựu. Nói mà không biết suy nghĩ, lời nói độc địa thốt ra vừa hại mình lại hại người, chắc chắn vận khí sẽ ngày càng xấu đi, điều không may sẽ ập tới. Hãy học cách loại bỏ những thói quen xấu, tu dưỡng tích lũy những thói quen tốt để vận mệnh của bạn tốt đẹp hơn. Đây là 10 kiểu lời nói con người không nên sử dụng để tránh khẩu nghiệp. 1. Tránh nói nhiều. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ miệng mà ra. Khi không cần thiết thì không nên nói quá nhiều. Một lần học trò của Mặc Tử hỏi ngài, thưa thầy, nói nhiều có lợi không? Mặc Tử liền nói, con xem, cóc nhái kêu suốt cả ngày lẫn đêm, kêu đến nỗi khô miệng mỏi lưỡi, nhưng liệu có ai để tâm đến tiếng kêu của chúng hay không? Hãy nhìn gà trống kìa, từ sáng sớm chỉ cất tiếng gáy có đôi lần, nhưng chấn động thiên hạ, mọi người đều thức dậy và làm việc. Vậy nên nói nhiều thì có ích lợi gì? Chỉ có lời nói phù hợp với hoàn cảnh mới có tác dụng. Mặc Tử dạy chúng ta không nên nhiều lời. Người biết ăn nói là người biết dựa vào hoàn cảnh thực tế phù hợp mà nói ra những điều phù hợp. 2. Tránh những lời nói dễ dãi. Lời nói không thể nói ra một cách dễ dãi. Nếu nói rồi mà muốn thay đổi thì thà không nói còn hơn. Hứa hẹn không thể tùy tiện đáp ứng. Nếu nói ra mà không giữ lời thì tốt nhất đừng hứa hẹn. Gặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn, điều đó dễ mang đến cho bạn những phiền phức. Cũng đừng dễ dàng nhận lời hay hứa hẹn với người khác, vì nếu không đáp ứng được sẽ mất chữ tín. 3. Tránh lời nói ngông cuồng. Đừng nên không biết trên biết dưới, nói năng hồ đồ, bởi nó sẽ khiến bạn phải hối hận. Sợn Âm tiên sinh thời Thanh từng nói, làm người khi hành sự đừng nên ngông cuồng, phúc họa là do mình tự chịu. Ngông cuồng hay khiêm tốn đều có thể liên quan trực tiếp đến họa phúc của một người. Lời nói có ảnh hưởng trực tiếp đến đối phương trong đối thoại, vì vậy đừng phát ngôn ngông cuồng, bởi nó sẽ dễ gây chú ý, rất dễ gây sự căm ghét, phẫn nộ, dễ gây họa lớn. 4. Tránh lời nói thẳng thừng, phũ phàng. Không nên nói thẳng thừng, phũ phàng, mà không nên nghĩ đến hậu quả. Nếu không, tự bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nói trực tiếp, nói thẳng, nhưng cũng nên nhẹ nhàng, mềm mỏng một chút để thể hiện sự tôn trọng người khác. Trong đối thoại, hãy đặt sự tôn trọng của người khác lên hàng đầu. 5. Tránh lời đoạn tuyệt. Lời nói cần hàm xúc, đừng nói mà không chứa đường lui cho mình. Biết hết cũng không cần nói hết. Như vậy vừa cho người khác cơ hội thể hiện, cũng vừa tích chút khẩu đức cho bản thân. Phê bình người khác cũng không cần nặng nề quá, khắt khe quá, cần khoan dung độ lượng. Như thế cũng chính là để lại đường lui và tích khẩu đức cho mình. 6. Tránh buôn chuyện tiết lộ bí mật. Thiên cơ không thể tiết lộ, bí mật của người khác
cũng đừng nên nói ra. Cổ nhân có câu: sự dĩ mật thành, ngôn dĩ lậu bại. Có nghĩa việc thành hay không là do giữ bí mật, tiết lộ ra ngoài sẽ gây thất bại. Những chuyện của người khác tuyệt đối đừng đem ra bàn tán, tiết lộ. Đây là vấn đề về nhân phẩm và nguyên tắc làm người, dễ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là họa sát thân. Thứ bảy, tránh lời nói độc địa. Đao cắt dễ lành, ác ngôn khó phai. Đừng nói những lời độc địa, ác độc, làm tổn thương người khác. Lời nói giết chết con tim. Lời độc địa nói ra ảnh hưởng đến người khác còn đau đớn hơn vạn lần vết thương thể xác. Thứ 8, lời tự mãn, tự cao, tự đại. Lão Tử nói: tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trưởng. Người tự mình khoe khoang trái lại không được khen thưởng gì. Người tự đề cao bản thân sẽ không có tiền đồ. Người nói lời kiêu căng không phải kiêu ngạo thì là vô tri. Dù là thế nào thì cũng ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chính mình, khiến cho người khác ghét bỏ, bị cô lập. Vì thế học giả Thần Hàm Quang, cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, có nói: tự khiêm tắc nhân dũ phục, tự khoa tắc nhân tất nghi. Khiêm tốn khiến người khác phải nề phục, tự khen mình khiến người khác phải nghi ngờ. Lời nói không nên quá tự mãn, tự cho mình là đúng. Tự kiêu, tự khen là biểu hiện của kẻ thiếu giáo dục. Thứ 9, tránh lời nói bịa đặt. Bịa đặt chính là những lời chê bai, ghen tị với người khác, nói xấu người khác, gây ly gián, nghi ngờ. Người xưa cho rằng kẻ hay nói lời bịa đặt chính là kẻ tiểu nhân. Triết học gia Vương Sung thời Đông Hán từng nói: xà ngôn thương thiện, thanh răng ô bạch. Không nên nói xấu sau lưng người khác, bởi nó sẽ khiến thiên hạ không yên. Thứ 10, tránh lời nói tức giận, phẫn nộ. Khi tức giận, tốt nhất đừng nên nói gì cả, vì lời lẽ thốt ra lúc này thường không được suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ gì nói nấy, dễ gây mất lòng, làm tổn thương người khác và chính bản thân mình. Nếu bạn thấy bài học này hay và hữu ích, hãy cùng chia sẻ đến mọi người bạn nhé. Chúc các bạn luôn có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.